Đây, muội tặng cho huynh, huynh nhận cho muội vui nha. Nhưng mà thôi mà, thôi huynh không lấy đâu, muội giữ lấy đi mà. Huynh không có dám nhận đâu. Thôi huynh nhận đi. Không, huynh không có nhận đâu, muội hãy giữ lấy mà dùng đi. Huynh mà không nhận muội giận đó. Vậy huynh nhận. Huynh cảm ơn muội. Thượng giới của lực nhà trời, hãy tránh cho chúng phạm giới. Truyền lệnh của ta, giám chức Phạm Trung thành quan giám mã, thường nhật chăm sóc cho Thiên Mã triều đình. Còn Kim Sang, Tiên Nữ thì cho vào bếp của Tây Dương Mẫu để uống nắng và dạy dỗ. Dạ. Kim Sang muội à, huynh nhất định phải thưa chuyện của chúng ta lên Ngọc Hoàng để xin Ngọc Hoàng tác hợp cho chúng ta. Huynh dám làm như vậy sao? Luật của thiên đình xưa nay làm gì chấp nhận tình cảm luyến ái của thiên tiên chứ. Mối tình này của chúng ta ai mà thấu cho nổi. E là cái kết thúc đó nó không có tốt đẹp đâu. Kim Sang, nhưng mà chúng ta yêu thương nhau chân thành, đến cỏ cây cũng rung động, sao bề trên lại không khai ân chứ? Có nhẹ nhứ thì chúng ta cũng sẽ bị trách phạt. Giáng chức, chắc chắn sẽ bị giáng chức, đời đời không nhìn thấy nhau, hoặc tệ hơn nữa là sẽ bị đuổi khỏi thiên đình. Luật trời cũng phải có nhân quả, lấy từ bi quảng đại làm đầu, chứ hà cớ gì mà cứ chia loan rẽ thúy. Huynh không tin là chúng ta cùng kêu cầu lại không lay chuyển được lòng của Ngọc Hoàng. Dù là chúng ta chỉ là những tiểu tiên muội hầu hạ Tây Dương Mẫu, còn huynh thì coi sóc Thiên Mã. Nhưng phàm đã là thần tiên rồi thì không thể nào có chuyện sắc dục được. Hay là chúng ta cùng nhau xuống trần gian đi. Tại sao huynh lại nói chuyện gỡ? Huynh cứ nói gỡ như vậy, hạ giới sao bằng nơi này được? Vậy thôi, chuyện mà ta bẩm, chuyện chúng ta lên Ngọc Hoàng xử lý sao vậy? Ta cũng có cái này tặng nàng. Đôi ngọc bội này ta làm hai cái y hệt nhau. Đẹp quá. Muội đeo có đẹp không? Cái này muội đeo đẹp quá. Muội nhớ là hai chúng ta mỗi người giữ một cái, để nhớ tới nhau khi mà xa cách nhau. Sao chúng ta lại phải xa cách nhau chứ? Không bao giờ đâu. Tôi chết rồi. Chuyện gì? Nãy giờ mãi nói chuyện với huynh mà muội quên phải về Tây Cung gấp, để lo việc bày tiệc cho đêm trung thu. Thôi muội đi đây, huynh cũng lo về làm việc đi, để vắng mặt lâu không hay đâu. Rồi khi nào chúng ta mới gặp lại nhau? Có thể là trưa ngày kia. Hôm ấy từ giờ ngọ tới giờ mùi, mọi người đều ra đại sảnh để hội dân tiệc. Thiên trù chỉ có mình muội cai quản. Huynh tới đó chờ ở bên ngoài, đợi muội ra ám hiệu, rồi muội sẽ dẫn huynh vô. Chừng đó chúng ta sẽ có cơ hội ở bên nhau lâu hơn. Thật vậy sao?
có cả ngự tử, chúng ta sẽ cùng nhau đối ẩm. Mà huynh nhớ là phải để ám hiệu của muội. Chưa có ám hiệu của muội, chưa có được vào, biết không? Ta biết rồi. Muội sẽ cột một dải khăn hồng quanh song cửa. Huynh nhớ đó nha. Ta nhớ rồi. Thôi muội đi đây. Muội đi. Ừ. Hẹn gặp lại muội. Tiền Định sẽ được phát sóng lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.